Rodrigo tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp, giúp Real Madrid lội ngược dòng, giành chiến thắng 2-1 trước Sevilla ở vòng 37 La Liga. Rạng sáng ngày 28 tháng 5, giờ Hà Nội, huấn luyện viên Carlo Ancelotti cất nhiều trụ cột như Karim Benzema, Vinicius Jr. Những người lĩnh sướng hàng công của Los Blancos là Dani Ceballos, Rodrigo, Federico Valverde. Dấu bé break, vì thế, Real Madrid chơi có phần lép vế trong những phút đầu tiên. Ngay phút thứ 3, họ đã nhận bàn thua. Sau một tình huống triển khai tấn công ở biên trái, Sevilla mở tỷ số nhờ cú dứt điểm gọn gàng của Rafa Mir. Đoàn quân của huấn luyện viên Ancelotti cũng nhanh chóng đáp trả. Phút 15, Real Madrid có một pha dàn xếp tấn công bài bản nhưng Rodrigo lại đệm bóng chạy cột. Đến phút 29, anh sửa sai bằng một cú đá phạt mẫu mực gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid. Việc không còn mục tiêu ở mùa giải này khiến Real Madrid chơi có phần hời hợt. Sau bàn gỡ, họ để Sevilla tấn công khá nhiều và suýt có bàn thắng với hàng loạt cú dứt điểm nguy hiểm. Phải đến phút 68, Real Madrid mới có được bàn thắng thứ hai. Từ một tình huống phản công, Rodrigo đi bóng khéo léo trước khi dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng 2-1 cho Los Blancos. Đây là pha lập công thứ 9 của tiền đạo sinh năm 2001 ở La Liga mùa này. Những phút còn lại, Sevilla cũng chơi rất nỗ lực nhưng không thể gỡ hòa. Thậm chí, từ phút 84, họ còn phải chơi thiếu người khi Marcus Acuña nhận thẻ đỏ sau một pha vào bóng thô bạo. Với chiến thắng trước Sevilla, Real sẽ chắc vị trí thứ 2 với 77 điểm, hơn Atletico Madrid 4 điểm và chơi nhiều hơn một trận. Ở vòng đấu cuối cùng, thầy trò huấn luyện viên Ancelotti sẽ trở về sân nhà Bernabeu để tiếp đón Athletic Bilbao.